giống người rừng. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Cô Hiền Vlog. Hôm nay Cô Hiền Vlog sẽ làm một clip giới thiệu đề kiểm tra một tiết số học 6 chương 3. Mời mọi người xem video. Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Trong clip ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em 4 đề kiểm tra một tiết số học 6 chương 3 do cô sưu tầm và biên soạn. Các em hãy chép vào vở và giải trước. Ở clip sau, cô sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết các đề này. Khi đó các em đối chiếu với bài giải của mình xem mình làm có đúng hay không. Hãy chụp lại màn hình điện thoại để lưu đề nhé các em. Cấu trúc của 4 đề đều gồm 50% trắc nghiệm và 50% tự luận. Nội dung kiến thức bao quát hết toàn bộ chương 3, phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Cô hy vọng các em luôn chăm chỉ và đam mê học toán. Cần cù bù siêng năng. Người ta nói, rễ của sự học thì đắng, nhưng quả của sự học thì lại rất ngọt ngào. Nếu các em lo học thì khi vào phòng thi, các em tự tin và thoải mái làm bài với chính năng lực của mình. Ngược lại, nếu các em lười biếng thì lúc đi thi, các em lại lo lắng, chuẩn bị đủ thứ tài liệu mà chưa chắc là mình có sử dụng được hay không. Bước tới trường thi đủ mánh phòng, lý văn dưới áo, hóa bên hông. Lom khom dở quệ, tiêu vài chú, khám xét thu phao, lượm mấy chồng. Hết thuốc đau lòng cô mếu máo, tiếc bài đỡ miệng hỏi cầu mong. Tại ai nên nối bài để chống, kết quả trời ơi, không với không. Phòng thi lạnh lẽo óc trong veo, một tập phao thi bé tẻo teo. Hai thầy giám thị thi nhau liếc, chờ có cơ may rút cái vèo. Phao kia trôi nổi lung tung quá, một cái bay ngay xuống gầm bàn. Với tay gắn nhặt nhưng chẳng được, thôi đành cắn bút đợi cơ sau. Một số bạn thì thắc mắc với cô những câu thật là vô lý, đại loại như là: ngày xưa giám thị cũng đi thi, cũng cóc cũng quay chẳng kém chi, mà nay giám thị lại trông chặt, chẳng để em xem một tí gì. Giám thị nhìn em giám thị cười, em nhìn giám thị lệ tuôn rơi. Các em thấy chưa? Để không phải rơi những giọt nước mắt đau khổ thì các em phải ham học hỏi, phấn đấu, thi đua trong học tập. Thi đua ta quyết, thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi biết đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi. Các em thân mến, biển học là vô bờ, chỉ có siêng năng là cập bến. Cô chúc các em đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi một tiết. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở các clip.